Tiểu Bảo, chuyện gì thế? Mẹ ở sân trang. Đợi bố nhé. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo à, xếp hành lý chuẩn bị lên đường nào. Cao thủ đấy. Thu xếp cũng đầy đủ đấy chứ. Nào. Đi thôi. Xuất phát. Ôm chắc vào. Mọi việc đều phải coi trọng hiệu suất mới được. Sao bây giờ anh đã đến rồi? Để bảo đảm sự an toàn của Tiểu Bảo, để nó có thể hòa nhập với cuộc sống tập thể tốt hơn, anh quyết định đích thân kiểm soát việc bố trí nơi hoạt động, bảo đảm không có sai sót nào. Hai người phân loại như vậy không khoa học. Đầu tiên, đồ chơi xếp gỗ phải đặt vào một chỗ. Xe đồ chơi đặt vào một chỗ. Tuyệt đối không được đánh giá thấp việc học hỏi và năng lực phân biệt của các bạn nhỏ. Để anh làm cho. Anh treo ngược rồi. Hơn nữa, anh treo cao như vậy, đến nhiều mình cũng giới không tới. Anh tự chơi mình đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Nói gì? Anh cảm thấy anh nên giải thích một chút chuyện hai chúng ta. Nếu anh vì chuyện từ chối tôi trước kia mà cảm thấy áy náy thì không cần đâu. Em đang nói gì vậy? Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Dưa chín ép thì không chỉ không ngọt mà ăn già cũng dễ bị đau bụng. Trước khi hợp đồng của chúng ta kết thúc thì đây là lần cuối cùng hợp tác rồi. Chúng ta hãy cùng Tiểu Bảo hoàn thành hoạt động gia đình này đi. Là anh đã khiến em hiểu lầm gì rồi sao? Câu nói trước kia tôi cũng chỉ là nói đùa thôi. Anh thấy Tần Dĩ Duyệt tôi giống loại người sẽ đeo dính mãi một cái cây sao? Tôi muốn rong đuổi trong rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới. Ngoài kia, thầy giáo dạy toán đeo kính kia, kiểu trầm tính, là gu của tôi. Còn người bên kia nữa, người đàn ông có sáu múi, giáo viên thể dục, đẹp trai quá chừng. Tôi thích kiểu đó. Vậy à? Xem ra anh không biết gì về sức hấp dẫn của tôi rồi. Anh nhìn đây. Anh ơi, cơ bắp anh rắn chắc nhỉ? Tôi dạy thể dục mà. Tôi là phụ huynh của Tiểu Bảo, lớp 1-3. Anh cũng có thể xem tôi là chị của Tiểu Bảo. Tôi nghĩ cũng không có người mẹ nào trẻ như vậy. Tôi giúp anh nhé. Nặng thật đó. Không sao, cô để xuống đi, để tôi. Anh thật là ga lăng. Anh có bạn gái chưa? Anh ấy không có bạn gái. Anh ấy có vợ rồi. Chị dâu à, ý em không phải vậy đâu. Ý em là nếu anh ấy không có bạn gái thì em giới thiệu cho anh ấy. Đồ ngốc. Người còn không nặng bằng cái thùng này nữa mà đòi đến giúp. Xin lỗi nhé. Bình thường ở nhà tôi sẽ không để vợ tôi làm mấy việc tốn sức này. Cô ấy là vậy đó. Bản thân cứ nghĩ không có việc gì dùng đến sức. Không dễ gì có được cơ hội ra ngoài, nên muốn thể hiện chút đó mà. Làm phiền hai người rồi. Không có gì. Còn nữa, tôi và Duyệt Duyệt lần đầu tham gia hoạt động tập thể này. Cảm ơn mọi người ngày thường đã chăm sóc Tiểu Bảo giúp chúng tôi. Không có gì. Mọi người, trưa nay tôi mời mọi người ăn thịt nướng ngoài trời. Ngoài ra, tôi sẽ chuyển chỗ nghỉ của mọi người đến phòng khách sạn 5 sao gần đây. Mọi người có bất kỳ thắc mắc nào đều có thể liên lạc với tôi. Được. Lúc nãy anh có ý gì? Chỉ cần hợp đồng chưa hết hạn thì em vẫn là bà Hạ, là mẹ của Tiểu Bảo.
Lúc nào em cũng phải để ý tầm ảnh hưởng của mình ở nơi công cộng, giữ khoảng cách với người khác giới, tự tôn, tự ái. Xin lỗi nhé, tôi là tôi, anh là anh, tôi không phải là đồ vật phụ thuộc vào anh. Còn nữa, hiện giờ tôi muốn đi vệ sinh. Cái này cũng phải chú ý ảnh hưởng cộng đồng sao? Nhường đường chút đi. Tự tôn, tự ái. Tự tôn, tự ái. Anh có tiện nói chuyện chút không? Nhược Vi, mình nói cậu nghe này. Mình thật sự phiền cái tên Hà Kiều Yến chết mất. Sao vậy? Anh ta bỗng dưng xuất hiện, cứ phải ở bên cạnh gây chuyện với mình. Anh ta phản ứng mạnh như vậy à? Theo mình thấy, hành động của anh ta có nghĩa là anh ta đang đánh dấu địa bàn của mình. Đàn ông thường có bản tính đi săn mà. Hơn nữa ý thức lãnh thổ khá mạnh. Cậu đã thành công làm dấy lên cảm giác bất an của anh ta rồi. Cho nên cậu đừng để ý tới anh ta nữa. Cậu càng không để ý thì anh ta càng bất an. Cảm ơn Hạ Kiều Yến giúp mình nha. Anh ta có gì mà phải cảm ơn chứ? Là cảm ơn biểu hiện của anh ta đã giúp mình nảy ra một ý hay. Anh định đi đâu vậy? Có chuyện gì không thể nói trước mặt Dĩ Duyệt sao? Anh ngồi đi. Hai người đàn ông ngồi ở đây không ổn lắm đâu. Anh thích Tần Dĩ Duyệt không? Cô ấy là vợ tôi. Vậy thì tôi nói thẳng luôn nhé. Từ ban đầu tôi đã biết hai người chỉ là hôn nhân giả, không có tình cảm. Hơn nữa tôi cũng biết hiện giờ cô ấy muốn chấm dứt hợp đồng với anh. Cho nên tôi gọi anh đến là muốn nhắc nhở anh, sau khi chấm dứt hợp đồng, Dĩ Duyệt sẽ trở lại cuộc sống vốn có của cô ấy. Mong anh hãy tôn trọng tự do của cô ấy, đừng làm phiền nữa. Đây là chuyện của tôi và Dĩ Duyệt. Ngoài ra tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi sẽ không chấm dứt hợp đồng với cô ấy. Tôi có thể đoán được đại khái lý do anh không chịu chấm dứt hợp đồng. Nếu anh thích cô ấy thì anh hãy dứt khoát một chút. Nếu không thích thì hãy buông cô ấy ra. Đừng có dây dưa dày dò cô ấy như bây giờ nữa. Anh lấy tư cách gì mà nói những lời này chứ? Tôi thích cô ấy. Vậy tại sao anh không nói thẳng với cô ấy? Tôi sẽ nói. Đôi khi tiếp cận một người quá nhanh thì sẽ có kết quả ngược lại. Vậy thì anh cũng chậm quá rồi đó. Đến giờ vẫn không có kết quả, chứng tỏ thời gian đã đưa ra đáp án cho anh rồi. Tôi không giống anh. Tôi thích một người luôn có giới hạn của mình, sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Anh hiểu được cô ấy sao? Cô gái ngốc Dĩ Duyệt, bình thường thì cười nói vô tư, nhưng lúc buồn lại chẳng chịu nói với ai, gắng hết sức đối xử tốt với những người bên cạnh. Rõ ràng bị ngã nhưng lại giống hệt một đứa trẻ, vẫn cười đưa tay ra đòi kẹo, phủi bụi trên người rồi nói một câu không sao là xong. Tôi có thể nhìn ra hiện giờ trong lòng cô ấy đang rất đau khổ vì anh. Như thế là anh nghĩ rằng anh hiểu cô ấy sao? Thật ra anh chẳng hề hiểu tâm tư cô ấy. Tình cảm giữa tôi và Dĩ Duyệt không tới lượt anh dạy tôi, nhưng tôi vẫn nhắc nhở anh một câu, nhưng lại đúng lúc phải có chừng mực về đúng vị trí của mình.